Ok, hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Nosmith nha. Hôm nay mình sẽ tiếp tục làm nhiệm vụ như mấy lần trước thôi các bạn. Mấy nhiệm vụ mình còn chưa làm xong nữa. Trời đất. Ok. Tôi quên. Ashmith này phải nói chuyện với Apollo. À, cái này là mình phải đi tới chỗ Arcadia nè. Có thể mình sẽ đi tới chỗ Arcadia đó các bạn ạ. Ok, bây giờ mình đang ở chỗ cà phê già nè các bạn. Ok, nó cũng giống y chang như như cản gió các bạn ạ. Ok, bây giờ mình sẽ làm nhiệm vụ nha. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways. Till my shadow turns to sun rays. And I... Ok thì mình chỉ làm tới đây thôi nha các bạn. Cái chỗ mà đi tới chỗ Vancouver mình sẽ làm ở video sau. Nhưng mà mình chỉ làm cái video để giới thiệu cái Arcadia thôi nha các bạn. Đó. Cái map ở Arcadia nó đã update rồi đó, cho nên cho nên khi mà các bạn gặp Poro á
gặp pro thì sẽ có cái nhiệm vụ đó. Còn cái này thì mình cũng chưa biết là thì nó là cách nào nữa. Ok, bây giờ mình xin tạm dừng cái đây nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi mình chơi, và mình mong là các bạn sẽ luôn ủng hộ mình và bấm nút like, share và subscribe cho kênh của mình nhé. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở video kế. Okay?